Con tên là Gu Hai Nhi, pháp danh Diệu Thảo. Xin giới thiệu, anh Lưu Hải Long sẽ là chồng của con. Chúng xin Tam Bảo chứng minh cho chúng con để từ nay được nên duyên vợ chồng. Nam Mô A Di Đà Phật. Hình dạng tuy đã thay đổi nhưng tính chất giá trị của vàng vẫn nguyên vẹn. Đạo vợ chồng cũng thế, đã sống chung bên nhau, dù gặp hoàn cảnh nào đi nữa cũng phải giữ vẹn lòng chung thủy trước sau như một.